Chào mừng anh chị đến với kênh của Xe Đạp Toàn Cầu. Trong video này em tiếp tục giới thiệu tới anh chị sản phẩm mới. Và đây là những chiếc xe đạp thể thao của hãng Xe Đạp Na, sản phẩm mới nhất từ hãng, sản xuất năm 2022. Vâng, đó chính là Lyson. Lyson mặt trời. Và với xe đạp Lyson hiện đang có 4 màu. Màu đầu tiên đó là màu xanh, màu thứ hai là màu ghi, màu thứ ba là màu đen, và màu thứ tư là màu trắng, cùng với hai size đó là size 46cm tính theo xe cọc và size 48cm tính theo xe cọc. Và ngay bây giờ em sẽ giới thiệu cấu hình chi tiết của xe đạp đua Lyson này tới anh chị. Xe đạp đua Lyson có cấu hình full nhôm gồm khung nhôm, phuộc nhôm, phô tăng tay lái hợp kim nhôm, cọc yên nhôm, vành nhôm, đùi đĩa nhôm đến may ơ cũng bằng nhôm. Vâng, hãng xe đạp này sử dụng nhôm cao cấp với kiểu dáng khung thời thượng, thiết kế khỏe, đẹp, chắc chắn các âm khung. Mối hàn được xử lý nhẵn mịn. Vâng, chiếc phuộc nhìn rất chất anh chị ạ, rất chất luôn. Và chất sơn công nghệ ô tô, công nghệ sơn nhiều lớp và sơn cao cấp. Anh chị thấy cái độ bóng đẹp và cái chiều sâu của chất sơn ở trên chiếc xe đạp đua Lyson này. Vâng, sơn mặt trời. Xong, khung nhôm hiện đang có hai size, đó là size 48 và size 46. Khóa cọc yên bằng hợp kim nhôm, cọc yên bằng hợp kim nhôm của hãng xe đạp là in mút bọc da. Phô tăng tay lái bằng hợp kim nhôm, phanh bằng hợp kim nhôm, phanh Winzip có cần gạt thay đổi nhanh độ căng của cáp. Phuộc nhôm, vành nhôm cao 3cm, vành nhôm hai lớp lan hoa bằng thép, sử dụng cặp Meyer bằng nhôm, bi bạc đạn của hãng Suno. Lốp sử dụng lốp CT 700x28 xe và rất chất lượng. Lyson đã được trang bị bộ truyền động của hãng Replic với tay đề số Replic này, sử dụng rất hay tất cả trong một, từ phanh lên níp xuống níp, và chỉ cần một cái cần gạt này thôi. Bộ chủ động này rất là hay. Gạt đĩa Replic bằng hợp kim nhôm, bộ đùi đĩa của hãng Rowil 50/34 răng bằng hợp kim nhôm, cốt vuông, bị bạc đạn và rất trơn và nhẹ. Gạt lip Sensa Replic sử dụng lip thả 8 tầng xích của hãng Best. Vâng, xe này chạy rất ổn định, bền bỉ, full nhôm cùng với hệ thống đi chạy là bi bạc đạn từ trục trước, trục giữa và trục sau. Bộ truyền động Replic chạy rất ổn định. Vâng, đây chính là chiếc Lyson màu xanh và ba màu còn lại em sẽ giới thiệu tới anh chị ngay sau đây. Màu thứ hai em giới thiệu tới anh chị đó là màu ghi xe đạp đua Lyson. Vâng, cùng một model thì có cấu hình giống nhau. Với xe đạp đua Lyson thì đang có cấu hình full nhôm, sử dụng bộ truyền động Replic 16 tốc độ. Xe rất đẹp và đây là chiếc màu ghi rất sang trọng lịch lãm. Lyson full nhôm có hai size 46-48 tính theo xe cọc. Màu thứ ba em giới thiệu tới anh chị đó là màu đen xe đạp đua Lyson. Vâng, tem màu vàng rất nổi bật, khỏe khoắn, màu đen tuyệt. Ở hãng xe đạp này thì có chủng loại xe đạp đua có rất là nhiều model, và rất là nhiều model nổi tiếng như Super 33, có nhiều cấu hình từ khung nhôm đến khung carbon và rất đa dạng về model, về cấu hình, về mức giá khác nhau, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Đây là chiếc Lyson màu đen. Màu thứ tư em giới thiệu tới anh chị xe đạp đua Lyson, đây là chiếc màu trắng và với màu tem hơi xanh một chút anh chị nhé, hơi xanh một chút, màu trắng trẻ trung, thời trang. Vâng, hãng xe đạp này là một thương hiệu lớn, một thương hiệu mạnh
đang sản xuất đủ chủng loại xe, từ xe đua có rất nhiều model, từ khung nhôm, khung carbon. Xe đạp địa hình cũng có rất nhiều model, có cấu hình từ khung thép, khung nhôm và có nhiều kích cỡ, từ cỡ bánh xe trẻ em 16 inch, những chiếc xe đạp trẻ em chất lượng cao, hay những cỡ bánh 24 inch, 26 inch, 27,5 inch, hay xe đạp gấp, xe đạp touring, xe đạp hybrid, và rất đa dạng về chủng loại xe, đa dạng về cấu hình, đa dạng về kích cỡ, đa dạng về màu sắc. Vâng, cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em vừa giới thiệu tới anh chị xe đạp đua Lai Sơn, sản phẩm mới nhất từ hãng xe đạp Lai. Anh chị đừng quên đăng ký kênh xe đạp toàn cầu.com trên YouTube. Em sẽ liên tục giới thiệu cập nhật tới anh chị nhiều sản phẩm mới. Còn bây giờ hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.